Thu ơi, anh đang play chưa? Rồi. Ok. Được rồi. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham gia đào tạo về một cái chuyên đề chuyên sâu, đó là cái kỹ năng về lãnh đạo của bạn. Cách làm thế nào để mà chúng ta quản lý thật là tốt, chúng ta ở đây tiền. Đấy, bạn nào trả lời hay thì có cái mà được thưởng. Chúng ta sẽ tập trung về cái chuyên đề đấy và vẫn như cái cách đào tạo thông thường của anh, đúng không? Chúng ta sẽ có khoảng 20 phút để chúng ta làm những cái nền móng cơ bản. Sau đó chúng ta sẽ dành thời gian khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để chúng ta giải quyết từng câu hỏi một, từng vấn đề một, đúng không? Hiện nay thì anh đã liệt kê cho bộ câu hỏi mà những cái nhân viên, những thành viên của các bạn khi mà các bạn điều hành đội hay mắc phải. Đấy, và ngoài cái ra chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm riêng của chúng ta để các bạn cứ hỏi chúng ta sẽ tìm hiểu được luôn, đúng không? Thì sẽ thật nhanh cái lý thuyết này. Không có lý thuyết thì rất là mồm, đúng không? Tiếp theo cho anh cái nhánh đầu tiên. Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi anh, đó là tại sao mà chúng ta lại dẫn đội chưa có ổn? Các bạn rất là nhiệt huyết, có những bạn là thức đến tận 2-3 giờ sáng trò chuyện với đội của mình, đúng không? Có những bạn thì chiến tích sale khóa trước, doanh số rất là tốt, tiền rất là nhiều, nhưng khi dẫn đội thì lại dở. Vậy thì cái lý do ở đây, cái gốc rễ ở đây là gì đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ trao đổi một chút. Trước tiên là chúng ta phải xác định rõ xem chúng ta là ai đã, đúng không? Đây, tiếp đây. Đây, nhảy nhỏ rồi. Rồi, đây. Cái vấn đề là thế này, đúng không? Cho mình gọi thế này. Trong một cái doanh nghiệp thì có hai cái vị trí leader. Cho bé lại đi em. Trong một doanh nghiệp có hai cái vị trí leader. Ông đầu tiên là ông chủ tịch hội đồng quản trị, đúng không ạ? Và ông thứ hai là ông CEO hay còn gọi là giám đốc điều hành. Thì giống như kiểu chúng ta hay nói thôi, đúng không ạ? Ông chủ tịch hội đồng quản trị là làm cái công việc mà lãnh đạo hay là định hướng chiến lược vân vân. Và ông CEO là ông gọi là như kiểu quản lý, đúng không ạ? Thì trong một đội cũng tương tự như vậy, chúng ta có ba cái vị trí. Đây có ba cái vị trí. Vị trí đầu tiên đó là vị trí lãnh đạo, đúng không ạ? Vị trí số 2 là vị trí quản lý. Vị trí số 3 là vị trí đại khái là một chuyên gia, một cái người mà hiểu biết trong cái lĩnh vực đó, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra đó là sự khác nhau giữa các cái vị trí này là như thế này. Thì chắc các bạn đọc sách thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Nó rất là khác nhau. Đấy thì mở luôn cho anh em. Lãnh đạo là gì ạ? Mở một tiếp đi. Lãnh đạo là người định hướng, đúng không? Xây dựng cái tầm nhìn này, vạch cái chiến lược này, chúng ta phải đi thẳng này, chúng ta là đầu tàu này, các bạn đi thẳng lên này, đúng không? Và động viên. Lãnh đạo là hai điểm cho bạn, định hướng và động viên. Đó. Chúng ta phải cố lên, các bạn phải vượt qua được giông bão, mùa này đang mùa khó khăn, anh em nỗ lực lên, sale không ra doanh số không sao, tiếp tục đi, phấn đấu đi, đúng không? Thì đấy là cái bản chất của lãnh đạo như vậy, đúng không? Về quản lý thì nó là một cái bảng biệt, đó là gì? Là quản lý là người mà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, là người mở nốt, là người giám sát, kiểm tra, đi sâu sát cụ thể chi tiết từng vấn đề, đúng không? Và họ nghĩ ra các giải pháp để cho ổn hơn. Tháng trước mình cũng sale như vậy, tháng trước đội mình cũng cố gắng như vậy. Nhưng tháng này thì không thể làm như tháng trước được rồi. Bởi vì tháng này mọi thứ nó khác rồi. Chúng ta có 2-3 đối thủ ở ngay gần nhà chúng ta thì chúng ta phải nghĩ ra một trò mới. Đó, thì thường là cái người quản lý sẽ là người nghĩ ra các cái kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề cụ thể. Và còn lãnh đạo là chỉ chiến lược thôi. Đấy. Chuyên gia thì sao ạ? Chuyên gia thầy giáo thì là người có kiến thức, đúng không ạ? Tôi hiểu rất là sâu về tâm lý con người, tôi sẽ đào tạo cho các bạn. Tôi hiểu rất là sâu về lãnh đạo, tôi sẽ dạy các bạn. Tôi hiểu rất là sâu về kiến thức về sale hay về chốt sale như nào mà tôi dạy các bạn. Đó thì chúng ta một doanh nghiệp, một cái đội nhóm, những cái ông lãnh đạo, những ông leader chúng ta thường là một trong 3-4 cái ông nhỏ nha. Thì câu hỏi đặt ra đó là các bạn muốn trở thành ai? Ai muốn trở thành lãnh đạo giúp anh ạ? Rồi, khá là đông đúng không? Ai muốn trở thành quản lý á? Rồi, và ai muốn trở thành chuyên gia? Chắc không ai cả đúng không? Thì đây chính là cái vấn đề của chúng ta các bạn ạ. Đây chính là vấn đề của chúng ta. Khi các bạn dẫn đội, thông thường các bạn là một trong ba cái thằng này. Hình dung không ạ? Các bạn chúng ta mở ra nhánh này ra. Đây ạ, chúng ta sẽ thấy là đấy nha. Thông thường thì các leader là những người gọi là đứng đầu. Tôi anh ta không biết các bạn gọi tên là anh ta gọi là người đứng đầu của một cái đội nhóm nào đó. Đội kinh doanh, đội sản phẩm, đội gì đó là một người leader. Thì thường các bạn lại mắc phải cái đống này. Cho anh ta mở hết cái nhánh như vậy. Một số ông thì theo kiểu gọi là anh gọi là bệnh lãnh đạo trên mây, tức là các bạn là lãnh đạo thôi mà các bạn chỉ thích chỉ đạo thôi, các bạn chỉ thích định hướng thôi. Đấy. Có hai cái loại lãnh đạo mà anh hay gặp nhất và trong đội chúng ta rất là nhiều luôn. Cái loại đầu tiên là loại lãnh đạo đa cấp, đúng không? Các bạn cố lên, đúng không? Sau đó thì làm mãi không được, rồi anh em lại cố lên không sao, chúng ta lại may đi sale tiếp, sau đó đi sale vất vả nắng nôi mà không ra em cứ tiếp tục cố gắng lên, nói chung chẳng biết nói cái gì khác ngoài từ cố gắng đi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Ở đây ai đang là leader giơ tay giúp anh ạ? Mời người luôn. Ở những ai mà đang ít nhiều có lần mắc phải cái câu chuyện này, tức là khi đội chúng ta chán nản đúng không, hay khi một thành viên nào đó bế tắc này, hay là khi là bố mẹ không cho làm nữa này, hoặc là sale không ra tiền, nói chung chúng ta gặp những vấn đề, thì cái giải pháp thông thường
mà đôi lần chúng ta hay làm đó là chẳng nói được cái quái giải pháp gì cả, mà chỉ có biết là em cố lên rồi. Ai mắc cái bệnh đó không? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Các bạn mắc cái bệnh đó thì đội các bạn chết là đúng rồi. Hiểu vấn đề không ạ? Đây là gọi là cái là lãnh đạo, anh gọi là lãnh đạo chuyên mây. Tức là cố thì cố cái kiểu gì đúng không? Không biết kiểu gì cả, cứ cố lên rồi. Và thậm chí cái thằng lãnh đạo đấy cũng nghĩ trong đầu là nó cố nó chặt được đúng không? Tháng năm là tháng mà sắp tới là sinh viên thi cử vân vân, sale không ra tiền vô hình số nhưng vẫn áp đặt mục tiêu trên mây. Đội chúng ta cơ sở chúng ta phải 300 doanh số đúng không ạ? Và mỗi thành viên các bạn ốp vào được 15 anh doanh số không ạ? Và cả đội vùng ngụm ra nhưng mà ra đường có thấy ai đâu mà sale đấy. Nhưng mà sau đó về nhà cuối buổi họp các bạn phải cố lên, ngày mai chúng phải chiến đấu nhiều hơn đúng không? Thì đấy các bạn ăn bằng tinh thần, sống bằng tinh thần và là lãnh đạo trên mây. Các bạn hiểu hiểu cái bệnh chưa? Trước tiên các bạn phải biết cái bệnh thì các bạn mới hiểu là tại sao mà các bạn cứ dẫn đội rất nhiệt tình, rất điên cuồng, em rất là sung mà đội của em vẫn xìu xìu, bởi vì các bạn đang mắc cái bệnh đầu tiên là bệnh lãnh đạo trên mây đúng không? Cái bệnh thứ hai đó là cái bệnh lãnh đạo chỉ trỏ. Đó, tức là các bạn chỉ biết nó ghét thôi. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu biết nó không ạ? Bản chất kiến thức kinh doanh rất là dễ, nhưng kiến thức sale là các bạn được đào tạo hết rồi. Sale 1-1 này, sale phỏng vấn này, sale giảm đường vân, chúng ta đều biết rồi. Và điều thú vị là cái thằng thành viên của chúng ta đều biết rồi. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất đó là khi chúng ta sale thì ra được doanh số, còn thằng thành viên chúng ta sale thì không ra được doanh số gì cả. Hiểu vấn đề không ạ? Thì các bạn không biết cái giải pháp cho cái câu chuyện làm cho thành viên sale đạt được những kết quả chúng ta. Mà chúng ta chỉ có thể nói chung chung theo kiểu là đấy, em phải đứng như này, em phải luyện như này, em phải mạnh như này vậy. Hiểu vấn đề không ạ? Mà những cái thằng lãnh đạo mà sale ra được doanh số còn đội không ra được doanh số còn đỡ. Nhưng rất nhiều ông lãnh đạo mà tức là có một khóa đầu tiên khóa ngon được sale doanh số tháng 9 tháng 10 doanh số. Sau đó thì tháng 11, 12 bắt đầu yếu dần và lên tháng 2 ông bắt đầu lãnh đạo. Thì ông không ra được doanh số. Mà hiểu ý nó không ạ? Và ông ấy nói với thành viên là em phải sale như này, em phải sale như này, em phải cố lên như này. Nhưng khi thằng thành viên nhìn vào doanh số thì doanh số của ông còn thấp hơn thằng thành viên. Đó, tức là hồi xưa tháng 9 thì ông doanh số rất là cao, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì thằng thành viên nhìn vào thằng này sale rất là vớ va rồi. Doanh số thì không có, năng lực thì kém hơn mình. Và vì thế bắt đầu thành viên không còn tin và phụ theo ông nữa. Và đấy là câu chuyện mà anh gặp rất nhiều khi mà chúng ta điều hành đội. Hôm vừa rồi bạn nào không ở đây nhỉ? À, hôm anh học, anh đào tạo về cái ABCD thì từ chối ấy. Cũng có một cái bạn nữ ở bên, anh không nhớ chính xác cơ sở nào. Đó, gặp anh cuối giờ ấy, và bạn nói với anh cái câu chuyện như vậy. Tức là bạn ấy dẫn một cái đội, cái leader của bạn ấy dẫn đội. Thì cái bạn ấy thì bạn hơi hiền. Và đại khái là bạn ấy không làm cho thành viên cảm thấy phục cái năng lực của bạn ấy. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì đương nhiên khi người ta không phục thì bạn, nói chung là ghét ai ghét cả đường đi mà. Khi mà người ta đã ghét bạn và không phục bạn rồi thì bạn nói gì họ cũng chơi lại các bạn. Khi bạn nói theo kiểu cố lên thì các thành viên hay nói nhất là mấy đứa, các bạn bảo là mấy bạn khối D, bạn nữ. Cứ mỗi lần leader động viên thì các bạn bảo là chuẩn bị cho sale của mình đấy, nó kỹ năng mình đấy. Hiểu không ạ? Và cứ mỗi lần mà đi sale ra ngoài kia ấy, nói chung là nó khó chịu mà. Đó, thì vấn đề là cơ bản là các bạn không có cái kết quả để chứng minh cho thành viên rằng anh đã làm được và em cũng thế. Hiểu vấn đề không ạ? Đại đa số chúng ta sẽ theo kiểu đó là em cứ cố lên, em phải làm thế này. Và cái thứ phải làm thế này là cái thứ mà bạn ấy đã biết rồi. Chúng ta chỉ có mỗi cái việc nhắc đi nhắc lại hết lần này và lần khác thôi. Thu tiền anh em ơi, anh muộn rồi. Đấy muộn thu thêm 10.000 nhá. Tập trung một bạn thôi, một bạn thu luôn tất cả rồi đây này. Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Nếu như các bạn vẫn còn rơi vào những cái bệnh như thế này thì chả có cái khóa lãnh đạo nào giúp được các bạn cả. Chả có cái kỹ thuật nào, câu hỏi nào xử lý được các bạn cả. Nó là cái tính cách của con người rồi. Nếu như các bạn dính vào tính cách này mà không sửa thì đời bạn đi sau rồi. Thế nhưng vấn đề mà dù bạn giỏi đến mấy nhưng mà bạn chỉ có gọi là lãnh đạo kiểu đa cấp này thôi là vứt đi rồi. Dù bạn hô hào giỏi đến mấy, truyền cảm hứng đến mấy, đào tạo hay đến mấy nhưng bạn không chứng minh được cái thành quả, cái thành tích của bạn ra thì bạn là gọi là lãnh đạo nói mồm này là vứt đi rồi. Đấy là hai cái chết của đại đa số những cái ông lãnh đạo non tơ mới vào nghề, đúng không ạ? Tiếp theo một cái bệnh nữa cũng theo kiểu các bạn hay thích, đúng không ạ? À, lãnh đạo xa vời của em không ai làm, đúng không? Nhưng mà có một cái bệnh gọi là bệnh quản lý đàn bà. Anh gọi tên là bệnh quản lý đàn bà. Bệnh quản lý đàn bà là thế nào? Cái bệnh này là cái bệnh là những cái thằng mà suốt ngày chỉ có soi mói thôi, đúng không? Nói nhiều, nhắc nhở, phạt nhiều, cứ cố gắng nỗ lực lên em ơi, tại sao em không làm cái này, em phải làm cái. Nói chung như kiểu là gọi là bà già có tính nhất. Nhìn chung vấn đề mà ở đây có ai mắc phải cái bệnh này không? Tức là đội của chúng ta lúc nào cũng cứ nói cứ nhắc thôi mà không dành nhiều thời gian để lắng nghe trò chuyện với thành viên, không dành nhiều thời gian để định hướng với thành viên, không dành nhiều thời gian để truyền năng lượng, truyền cảm hứng như kiểu mấy ông lãnh đạo trên mây này. Thường có hai cái được nhau mà, đúng không? Thằng lãnh đạo là thằng hay chỉ trỏ, thằng hô hào thì nó lại rất là hò hét giỏi, động viên giỏi, truyền cảm hứng giỏi, nhưng nó làm thì như thằng trời ơi,
và một cái đội số 2 là cái đội làm, cái đội này chỉ biết làm thôi. Em là dân kỹ thuật, dân bách khoa mới ra, em chỉ có biết làm thôi, hô hào tinh thần động viên thôi, em không giỏi đấy, em chỉ biết là em cắm đầu siêu doanh số thôi. Và khi em hướng dẫn cái thứ cắm đầu siêu doanh số của em cho đội thì em không làm được. Các bạn thấy vấn đề hiểu không ạ? Nó là gốc dễ, nó là tính cách của con người, và đã tính cách thì vô cùng khó sửa. Mà nếu bạn không sửa được tính cách là bạn chết rồi. Đó, thì nếu bạn rơi vào cái câu chuyện tính cách là bạn rất là khô cứng, bạn rất là ít khi nói chuyện, bạn chỉ như một ông chuyên môn, tức là làm rất là giỏi, siêu rất là tốt thôi. Đó, thì bạn sẽ dễ, rất là dễ rơi vào bệnh quản lý nhà bà này. Được không ạ? Và cái bệnh quản lý khô cứng cũng như tương tự như bạn anh Cường nói, đúng không? Tức là các bạn có doanh số đúng rồi, bạn giỏi thật. Đó, nhưng mà bạn không có động lực, không có tâm huyết, không có chia sẻ gì với anh em cả. Thì rõ ràng anh em không phục rồi. Đó, và cái bệnh cuối cùng đó là cái bệnh giáo sư hoàn hảo, anh gọi là bệnh giáo sư hoàn hảo. Hồi xưa anh gọi tên là kỹ năng, bây giờ anh gọi là giáo sư hoàn hảo cho đầy đủ. Đó, tức là cái ông này là cái ông mà ông ý nghĩ mọi thứ trên đời đều rất tuyệt vời. Đó, các bạn hình dung rằng các bạn leader vốn là những người tuyệt vời, đúng không ạ? Hồi xưa các bạn đã cố gắng nỗ lực cho nên chỉ 1-2 khóa, tại vì các bạn có tố chất mà. Cho nên ngay khi bước vào cái sinh phát là như kiểu các bạn cá gặp nước ấy. Các bạn quấy, các bạn bơi, các bạn tung hoành, các bạn tập luyện rất là điên cuồng. Vì thế một khóa sau bạn lên là đi đầu luôn. Nhưng các bạn phải hiểu rằng để tìm ra một người như bạn vô cùng khó. 100 sinh viên ngoài kia giỏi lắm chỉ có 1-2 người là chủ động nỗ lực như các bạn thôi. Hình như vấn đề mà. Còn 98 người còn lại là các bạn vô dụng đó bạn. Mà trong đội của các bạn cũng tương tự như vậy, đội của bạn có 12 người, anh gặp đội của bạn có 20 người thì cũng chỉ có một thằng là giống như bạn thôi. Và 19 thằng là 19 thằng gọi là bạn vật đất ơ đúng không bạn ơi? Hình dung không? Bạn không thể dạy cái cách bạn làm cho 19 thằng bạn vật đất ơ được. Bởi bạn nói là anh dậy từ 5 giờ sáng, xong anh đọc sách, xong rồi 9 giờ anh đi sale, sale đến 12 giờ. Trong chiều anh cũng chẳng làm gì cả, 2 giờ anh sale đến 5 giờ và sau anh thành leader, thế thôi em cứ làm thế đi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Còn nó bảo mày bị điên là làm sao ta làm được như thế? Đấy, thì đấy là cái căn bệnh của giáo sư hoàn hảo như vậy. Đúng không? Các bạn cứ nghĩ rằng ai cũng tốt như các bạn. Các bạn cứ nghĩ là ai cũng muốn làm giàu như các bạn, họ đều muốn nhưng họ không chịu làm. Các bạn cứ nghĩ là ai cũng tuyệt vời như các bạn. Đó. Và đấy là một cái góc độ của hoàn hảo. Một cái góc độ hai của hoàn hảo nữa đó là khi mà họ gặp một vấn đề, họ cần lời khuyên thì bạn lại đưa những câu rất là sáo rỗng. Đó, em hãy suy nghĩ thật là tích cực đúng không? Vấn đề này là vấn đề như này vân thì đấy. À, em đã học về lực hấp dẫn chưa? Đúng không? Em xem về lực hấp dẫn đi. Anh nghe rất nhiều thằng leader đầu tư vấn cái kiểu như vậy. Mẹ nghe thì một đấm vào mồm thôi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Khi chúng ta làm việc với đội của mình, chúng ta phải hiểu rằng thằng này là thằng chăm chỉ ham đọc sách. Ok, thì nếu nói lời hấp dẫn nó nói như vậy được. Nhưng mà cái thằng là chả bao giờ đọc sách thì nó chỉ thích đi sale thôi, thì gọi là thích thực tế thôi. Bạn ấy cứ nói những cái lý thuyết trên trời vậy. Thì đúng không ạ? Đấy, thì hồi xưa anh gọi cái bệnh này là bệnh kỹ năng. Còn bây giờ anh gọi là bệnh của giáo sư hoàn hảo. Những bệnh giáo sư hoàn hảo này là những người rất tuyệt vời. Họ đọc sách rất nhiều, họ tìm hiểu rất nhiều, họ làm rất tốt, họ kết quả rất là cao. Nhưng họ lại bê nguyên cái thứ đó cho cái đám vô dụng. Và kết quả là vô dụng, nó nói là thằng này như kiểu điên như thế. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Lúc nào cũng vậy, lúc nào sơ viên đóng thùng, ăn mặc rất là sợ. Đó, xong nói những câu rất là sáo rỗng. Đó, các em phải cố gắng lên. Và các em nhìn anh như này, anh cố gắng tới tận 12 giờ một ngày, đúng không ạ? Có phải thằng nào được như các bạn đâu. Hiểu vấn đề không ạ? Thì trước khi mà các bạn học về leader thì các bạn phải hiểu cho anh cái này để mà các bạn tránh ra. Hoặc là ít nhất là biết mình đang ở cái vị trí nào. Mình đang ít nhiều, không ít thì nhiều mình mắc phải cái gì. Đúng không ạ? Mình đang mắc phải câu chuyện đó là lãnh đạo trên mây. Tức là chỉ có hô hào hò hét các bạn cố lên, các bạn phấn đấu đi thôi. Hay là mình đang mắc phải bệnh quản lý đàn bà. Chỉ có bám ít nó để mà xem nó có làm tốt hay không thôi. Hay là mình đang mắc bệnh quản lý cô cứng. Đúng không ạ? Mày 1 là 1, 2 là 2, tại sao tao biết quy trình mày không làm theo? Ok, không làm theo phạt tiền, nhắc nhở lần thứ 2 phạt tiền, nhắc nhở lần thứ 3 bỏ xuống luôn. Đúng không ạ? Và cuối cùng đó là bệnh giáo sư hoàn hảo. Đó là mọi thứ đều phải cố gắng, em phải nhìn anh phải làm gương này. Vâng, em chỉ cần làm 12 tiếng như anh là sẽ được như anh. Vâng, và kết quả là không ai được như anh cả. Được, thì đấy là câu chuyện. Tiếp rồi. Vậy thì để mà các bạn làm cái gì ạ? Để các bạn làm leader, để mà các bạn lãnh đạo một đội tốt thì các bạn cần phải có cả ba cái gì đó. Một người leader, một người điều hành một cái đội nhóm hiệu quả, nó phải có đủ ba thứ, đúng không ạ? Và ba cái thứ này anh gọi tên một từ là huấn luyện viên. Anh gọi tên ba cái thứ này là huấn luyện viên. Huấn luyện viên vừa phải là ông lãnh đạo, đúng không ạ? Vừa phải là ông quản lý và cũng vừa phải có hiểu biết là chuyên gia cho cái người nữa thì các bạn mới có thể dẫn đội tốt được. Còn nếu các bạn thường một trong ba là các bạn hay bị dính vào cái câu chuyện trên biển đó. Những ông lãnh đạo thì thông thường là chỉ thích hô hào chỉ trỏ và nhất là các leader mới lên các bạn hay theo dạng như vậy. Hồi xưa là chỉ có các bạn là thành viên nên các bạn đi sale rất điên cuồng, nhưng khi các bạn bước lên làm leader phát là các bạn bắt đầu bị quấn vào công việc, đúng không? Dành nhiều thời gian cho đội quá, rồi chat, rồi chăm sóc đội, rồi kịch bản chăm sóc các bạn giải ngoằng luôn. Cho nên các bạn không còn chút thời gian nào đi siêu nữa. Đó, và các bạn bắt đầu xa rời đến công việc mà các bạn hay làm.
và tập trung sâu hơn về quản lý. Đó, và khi bạn tập trung sâu vào quản lý nhưng mà cái công việc anh làm thì bạn chưa thực sự tốt và bạn chưa chứng minh thành tích thì các bạn sẽ dễ bị rơi vào câu chuyện này: lãnh đạo trên mình, và em phải cố lên, em phải thế này, em phải thế kia, tại sao em không làm được thế này, tại sao không làm thế kia, và kiểu vấn đề chưa? Đấy, thì tính cái câu chuyện đó tiếp ạ. Đấy, thì chúng ta cần một cái từ gọi là từ huấn luyện viên. Nếu như các bạn muốn làm trở thành một lãnh đạo xuất chúng thì các bạn phải hướng dẫn từ câu chuyện của huấn luyện viên đó. Ở Việt Nam vậy, các bạn không như kiểu anh vậy không, đúng không? Tổng đốc của 12 cơ sở rất là hoành tráng đúng không, nhưng trên thực tế anh vẫn là thằng CEO, vẫn là giám sát các đầu bài. Hôm nay vừa họp về đội sản phẩm bên kia, trừ lương loạn xạ, phạt quát mắng loạn xạ luôn đó. Họp đội các cái công việc mà anh giao cho kinh doanh, em để xem từ những việc nhỏ mà hầu như cuối cùng vẫn phải đến là anh đó. Chúng ta phải biết rằng là không có cái chuyện rằng là chúng ta chỉ ngồi chỉ trò hoạch cái chiến lược. Ở Việt Nam ít có doanh nghiệp làm như vậy, to đến mấy thì to cũng không có chuyện vậy, đúng không? Để mà đội chúng ta xuất sắc, chúng ta phải vừa là thằng lãnh đạo hoạch cái chiến lược, nhưng chúng ta cũng vẫn phải là cái thằng quản lý giám sát cái chiến lược mà chúng ta đưa ra. Và quan trọng hơn, chúng ta phải ngày đêm đi học liên tục, đó những cái buổi là chúng ta trau dồi cung cấp thêm thông tin để chúng ta là chuyên gia hiểu biết trong lĩnh vực đó. Còn nếu như các bạn chỉ là 1/3 thôi là bạn cứ đi rồi đó. Thì cái từ huấn luyện viên lại đáp ứng được cả ba điều đó. Tại sao trong đá bóng hay các môn kỹ năng thông thường người ta không cần thầy giáo, người ta không cần ông lãnh đạo, ông lãnh đạo đội trưởng bản chất là thằng nó to rồi, mà quan trọng nhất của một đội bóng đó là huấn luyện viên đó. Huấn luyện viên vừa là một người lãnh đạo, đúng không? Cho anh xem lại chút. Huấn luyện viên vừa là một người lãnh đạo định hướng tương lai của mình. Đội chúng ta nhất định phải là vô địch châu Âu, đúng không? Các bạn hãy cố lên, nhất định chúng ta sẽ làm được. Năm ngoái chúng ta đã xếp thứ tư rồi, năm nay chúng ta có chiến lược này, chúng ta có số tiền này, nhất định chúng ta làm được điều này, định hướng. Sau đó là đội viên tinh thần, từ những việc cố lên luyện tập đi. Các bạn xem clip facing the lion rồi, đúng không? Đấy mới là huấn luyện viên, đúng không? Họ làm cực kỳ tốt công việc của người lãnh đạo. Sau khi họ đã chỉ đạo chiến lược rồi, họ hô hào tốt rồi, họ bắt đầu phải làm công việc của quản lý. Hàng ngày các thành viên trong đội đi tập, huấn luyện viên có mặt ở đấy không ạ? Có. Không bao giờ có chuyện là huấn luyện viên ngồi trong phòng để xem các đội, hai đội đá tập với nhau. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nếu mà leader các bạn cứ khuấy động, các bạn đi CEO đi, sau các bạn ngồi nhà chỉ đạo hoặc các tối về các bạn xem mind map hay là xem báo cáo chẳng hạn, thì các bạn là ông lãnh đạo trên mây rồi. Hình dung không? Hãy nhớ các bạn cứ nhìn theo kiểu huấn luyện viên. Có hai bộ phim mà phía anh sẽ gửi các bạn, chắc các bạn cũng đã biết rồi, hai bộ phim rất là hay, đó là Facing the Lion, chính là cái phim bóng rổ dục ấy, và Coach Carter, tức là cái bộ phim về huấn luyện viên bóng rổ. Đấy, xem hai bộ phim đấy. Đấy là một lãnh đạo xuất chúng luôn, một cái ông leader xuất chúng luôn. Hình dung không? Ông leader đấy phải lãnh đạo được đội, phải định hướng được đội, cả đội cố lên, đúng không? Vượt qua cái kết quả mà năm ngoái các bạn đạt được. Động viên anh em cố lên, sau đó xong chuyển sang ngay lập tức làm quản lý. Ok, để cố lên như vậy, thứ hai này chúng ta phải đi sale, đúng không? Sáng như này, giờ chiều như này. Để kết quả như vậy, chúng ta phải đạt được thành tích như này, đặt mục tiêu như này, các bạn ok chưa? Đúng không ạ? Ok rồi, tôi sẽ đi cùng các bạn. Bạn chưa thử thế nào, không ổn rồi, để tôi vào thử cho. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả của tôi và bạn khác nhau chưa? Đó, nghe cái ghi âm của tôi này, đấy, nghe cái ghi âm của bạn này, ok, nghe đi, phân tích xem khác nhau gì, hôm sau nộp lại cho tôi. Đúng không ạ? Nó đi sâu, đi sát đến từng tí một, chăm sóc từng thành viên một thật là kỹ càng. Không có chuyện là đa số hay là một số ít. Những cái từ đó là những từ không được quyền chấp nhận trong từ quản lý. Hôm nay anh vừa nói bên chăm sóc khách hàng luôn. Chúng ta có một cái bộ phận là chăm sóc khách hàng gọi điện cho tất cả học viên, đúng không ạ? Và anh xem cái báo cáo rất là buồn cười, đó là đa số các học viên đều nói giao tiếp, và một vài số học viên thì chưa thực sự tự tin cho lắm. Câu đấy thì lớp nào chả thế, đúng không ạ? Lớp nào chả có cái tiến bộ mà không tiến bộ nói thế, nói là đấy gì? Đó, anh phạt 4.8 trừ lương luôn, cái rồi nói linh tinh. Đó, thì đấy là cái công việc của quản lý như thế, đúng không ạ? Và sau khi bạn đã lãnh đạo tốt, bạn quản lý tốt rồi thì bạn phải có hiểu biết nữa, phải đi học tập nâng cấp liên tục không ngừng, đúng không ạ? Phải hiểu là kỹ thuật đá như vậy, phải hiểu chiến thuật là như vậy, còn bạn chỉ đạo linh tinh là chết rồi. Đó, thì anh thấy rằng cái từ huấn luyện viên phù hợp hơn với đội chúng ta, hay là với một cái người lãnh đạo thành công, leader, hơn là từ lãnh đạo và từ quản lý. Cho nên các bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu là các bạn muốn trở thành ai, các bạn muốn trở thành một huấn luyện viên, hãy leader theo phong cách của một huấn luyện viên, chứ đừng leader theo phong cách của một lãnh đạo, và cũng đừng leader theo phong cách của một quản lý, và càng đừng bao giờ lãnh đạo theo phong cách của một chuyên gia. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Khi chúng ta hiểu bản chất, chúng ta sẽ biết làm như thế nào. Còn khi chúng ta không hiểu bản chất thì để học lãnh đạo nó có nhiều thứ lắm. Các ông leader, các cơ sở các bạn cũng đào tạo rất nhiều về các buổi lãnh đạo rồi, đúng không ạ? Nó có vô vàn thứ, nào điều hành cuộc họp này, nào là động viên thành viên này, là xử lý thứ, nó rất là nhiều thứ. Đó, nhưng mà bản chất nó là ba này. Đó, và các bạn đã biết rõ ba này rồi, không biết thì lên sách nào. Được chưa? Và cụ thể ba cái này là gì ạ? Đây, để là một huấn luyện viên xuất sắc, để bạn dẫn được một đội, bước đầu tiên là điều kiện cần. Thiếu điều kiện cần thì mất đi nha. Điều kiện cần đó là bạn phải có thành tích và kinh nghiệm đã. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Anh cho cái này lên đầu tiên là đây là điều kiện cần. Những cái này điều kiện đủ không? Đó. Nếu như bạn không có thành tích và không có kinh nghiệm, bạn chỉ là cái thằng lãnh đạo trên mây thôi, thì rất là khó bạn điều hành được đội.
tại sao mà rất là nhiều các bạn cứ hay hỏi anh là em rất là cố gắng, em rất nỗ lực nhưng em không được hành đổi, và đặc biệt câu hỏi đầu tiên những cái bạn như vậy anh hỏi luôn kết quả sale của em tháng trước như này, kết quả sale tháng này của em như này và kết quả thành viên của đội em hiện nay đang như này. Hình dung cái này không ạ? Muốn sửa bản thân mình, muốn mình lãnh đạo tốt hơn, câu đầu tiên bạn phải hỏi là thành tích của bạn đang như nào đấy. Chưa có thành tích thì ok em vẫn tiếp tục dẫn đội qua này cho anh, nhưng em tập trung vào lấy thành tích đi, bởi vì em chưa có điều kiện cần thì em lãnh được ai, bản thân em còn chưa lãnh được các bạn. Hình dung không ạ? Bạn có cái gì bạn nói với thành viên là tôi giỏi hơn. Tại sao mà các bạn đến những buổi họp của anh thu tiền, không buổi họp nào của anh mà không phải đóng tiền cả, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì anh có thành tích. À, tổng giám đốc này kinh nghiệm như này, lãnh đạo đội như này, điều hành nhiều người này, muốn làm không? Có. Và các bạn đóng tiền thế nào? Nhưng câu chuyện là giả sử có một thằng giống hết như anh, nói y hệt như anh là nó thằng leader các bạn nên nói. Chắc là các bạn chả đóng tiền nó. Hiểu vấn đề không ạ? Khi bạn có thành tích, cái việc bạn đánh đạo cực kỳ dễ luôn. Người muốn theo bạn, họ xin theo bạn, họ đóng tiền để được theo bạn. Bạn bảo gì họ làm đấy luôn. Nhưng mà thậm chí là lau chân lùi dép này, ok họ chấp nhận cầu xin để họ học kiến thức của bạn, nhưng đó là điều đó xảy ra khi bạn có thành tích. Hiểu vấn đề chưa? Những lý do, đại đa số các lý do mà leader của bạn đang làm chưa tốt hoặc đội của bạn đang làm chưa tốt, yếu tố đầu tiên bạn phải nhìn vào bản thân mình xem thành tích của mình là như nào đã. Thì chúng ta nếu như bạn có thành tích, việc lãnh đạo sẽ rất là dễ, việc leader đội rất là dễ đó. Còn nếu bạn chưa có thành tích thì có một cái tip, có một cái mẹo để các bạn có thể làm để mà dẫn đội, đó là hãy dùng theo kiểu đồng hành, anh em chia sẻ. Nhưng mà lúc đấy thì bỏ ngay cái tự huấn luyện viên, bỏ ngay lãnh đạo, bỏ ngay quản lý đi mà đồng hành, anh em chia sẻ, anh em cùng cố gắng, đúng không ạ? Và đó là cái tip mà anh hay dạy lớp online. Mấy anh em đi học online chắc là biết bản chất kiến thức của online của anh thì bằng thằng trẻ con chưa có gì đâu, nhưng anh vẫn mở lớp, vẫn dạy và anh em vẫn đến, đúng không ạ? Nhưng anh sẽ chia sẻ theo kiểu ok tôi vừa học xong cái khóa này, tôi đang biết những kiến thức này, đúng không? Tôi sẽ đúc rút và tôi sửa cho anh những thứ mà tôi biết như vậy. Thì anh em này rất là chăm chú, anh em rất là đi học đầy đủ, anh em làm rất là đủ bài tập luôn, đúng không? Còn nếu nói rằng tôi chỉ như này, tôi chỉ như này, giống như hôm trước có một cái vụ, đúng không? Anh nói sai về ăn cho tất cái gì đấy là anh em cười ngay, bởi vì thằng này có biết rồi, đừng có nói tinh. Hiểu câu chuyện chưa? Đó, cho nên là dễ nhất đó là các bạn có thành tích. Khi bạn có thành tích rồi thì lãnh đạo rất đơn giản. Còn nếu chẳng may hiện nay bạn đang chưa có thành tích thì bước một đó là dành toàn bộ thời gian tập trung để lấy thành tích cho anh. Bước hai, thông qua cái việc mình vẫn tiếp tục lãnh đạo đào đội nhưng lãnh đạo thật kiểu chia sẻ, nhưng mà anh vẫn đang chưa đạt kết quả này, anh đang cố gắng, anh em cùng cố gắng, và anh em cùng đi diệu như này, anh em cùng như này, cùng như này, chứ không còn theo kiểu là anh phải bảo hướng dẫn cho các bạn làm cái này, hướng dẫn các bạn làm cái kia nữa, mà ông có cái đấy thì đâu hướng dẫn tôi đấy, thì đấy là cái đầu tiên, yếu tố đầu tiên, và cũng chắc trả lời câu hỏi cho một số bạn mà trong list số hỏi, đúng không? Tại sao các bạn thì là cách làm như thế, giờ khi em chưa có thành tích, khi em chưa có kinh nghiệm nhiều, các bạn ấy cũng chưa phục em thì em phải xử lý như nào là gì đấy, đúng không ạ? Hãy cứ đồng hành, hãy cứ đi cùng và nói theo kiểu anh em cùng phấn đấu, anh em cùng luyện tập và hô hào quấy động anh em lên, đúng không ạ? Một vài thằng giỏi giỏi thích kêu thích bướng, đúng không ạ? Nó thích thể hiện, cứ để cho nó thể hiện không sao cả. Trong buổi họp hôm nay chúng ta ấy, các bạn này còn đưa luôn ý kiến của Linh như này, Linh và Long ra sao? Ok, Long có nhiều kinh nghiệm dẫn đội, hôm nay Long sẽ chia sẻ giúp chúng ta về điều đó. Tức là các bạn đẩy luôn cái vị trí chuyên gia cho một thành viên bình thường trong đội luôn. Bạn chấp nhận lùi lại vị trí, tôi chỉ là huấn luyện viên, tôi là cố vấn, tôi không giỏi lĩnh vực này, mời thành viên lên, đúng không? Chúng ta lấy chính cái thằng mà xuất sắc nhất mà đang bật chúng ta làm hậu thuẫn cho chúng ta luôn đó. Và thậm chí có một cái mẹ là trước cái buổi họp này, thậm chí nó cần bạn gặp nó luôn, bạn nói chuyện luôn là tớ đang có ý định này, cậu thấy sao, bạn là người này, tức là chúng ta đề cao lên như kiểu là hai thằng lãnh đạo luôn, chả sao cả, thì đúng không? Đừng sợ là chiếm ngôi, đừng sợ là cả bản chất của lãnh đạo chỉ một việc thôi, đó là làm cho đội đó đạt được mục tiêu. Nhưng mà đạt được bản tính nào không quan trọng, miễn trong đạo đức và pháp luật cho phép đó. Vậy thì chúng ta tự dẫn đội lên để được mục tiêu cũng là một cách, hoặc là chúng ta lùi xuống một chút nhường cho thằng khác lên cũng là một cách. Em xem tao có danh nghĩa chưa, xem tao có danh nghĩa thấy bản chất ba là lãnh đạo rất hay, tôn quyền chính là thằng như vậy. Xem sẽ thấy tôn quyền là đứa trẻ mới lên, do bố là vua nên nó lên là vua, và tướng của nó, tướng văn là chu, tướng võ chu du, tướng văn đại khái toàn những thằng cực kỳ giỏi luôn. Cho nên là nếu xét về năng lực chuyên môn, tôn quyền là trẻ con thì mũi chưa sạch. Nếu xét về quản lý, nó chẳng hiểu gì quản lý, lãnh đạo hô hào càng không đó. Và nó sẽ bắt đầu theo kiểu đúng đường là hôm nay chúng ta họp về chiến lược kinh doanh, đúng không? Ok, chúng ta thấy sao mà phải thảo luận sao? Chúng ta hỏi ông anh chu du anh thấy thế này, ý kiến anh chu du cũng ổn đấy, anh kia thế nào, luôn để tạo hai bên như kiểu là anh em xem tể tướng Lưu Hù này. Đấy là anh đạo giỏi, các bạn thấy là trong tể tướng Lưu Hù luôn có thằng là Lưu Dung, đúng không? Lưu Hù và thằng nào ạ? Hòa thân là thằng chuyên nói phép vui lộn vô dụng, nhưng mà nó làm cho vua vui, đúng không? Còn Lưu Hù là thằng rất là giỏi nhưng mà lại theo kiểu là mộc mạc đó. Thì các bạn hình dung là những cái thằng giỏi mà mộc mạc như Lưu Hù thường nó có tài, mà có tài, những thằng có tài thường rất là kiêu,
Hiểu không ạ? Nếu như không có một thằng nó dìm nó xuống thì nói chung là bạn chết rồi. Cứ leader mà bạn không thể gọi là lãnh đạo được đội, bạn lúc nào phải hỏi cái thằng lưu bù kia chứ thì nó là lãnh đạo luôn cho xong. Đó, cho nên là luôn phải tạo ra hệ thống cân bằng trong một cái đội nhỏ của bạn. Hiểu không ạ? Luôn có hai thằng đối chọi nhau. Đó, và giữ cho thực lực thật là cân. Thì khi nó cân như vậy thì nó sẽ cần một thằng quát quà, đó chính là mình. Nhưng mà còn nó chiếm đến 80% mẹ kết quả của đội rồi thì mình còn làm ăn được cái gì đó. Hiểu câu chuyện không? Thì những cái đó các bạn phải tìm hiểu thêm về cái này. Còn nói chung các bạn có thành tích thì nhất rồi. Mày trình độ gì mà nói với tao, đúng không? Mày có chuyên môn gì mà nói với tao? Mày kỹ năng bao nhiêu, tuổi là bao nhiêu mà nói với tao? Đó, thì các bạn có cái thành tích này thì bạn đập chết nó luôn rất là dễ dàng. Hiểu câu chuyện gì không? Cho nên là nếu như mà chưa có thành tích thì các bạn chỉ gọi là leader thật sự thôi. Dành nhiều thời gian và lấy thành tích đi. Đó, đi siêu nhiều vào, ra thành tích rõ ràng nhiều vào, kết quả rất là nhiều vào. Mọi thứ nó rất là dễ dàng. Có thành tích thì rất là dễ nói. Thứ hai là gì? Đó là các bạn phải có giải pháp cụ thể giúp từng thành viên và tập thể đạt được mục tiêu. Anh đang nói lên từ đây đó, từ giải pháp cụ thể. Và chính là từ mà lát nữa chúng ta sẽ phải trao đổi và luận với nhau. Đó là những vấn đề cụ thể là gì và giải pháp nào hợp lý nhất để xử lý vấn đề cụ thể đó. Hình như không? Cùng là một vấn đề đó là anh ơi, các thành viên ở dưới không phục tập leader, em phải xử lý như nào đây? Đó thì đấy là một vấn đề cụ thể. Nhưng mà vấn đề cụ thể đó nếu như các bạn xử lý, anh đoán là các bạn xử lý được khoảng 4-5 điểm. Nhưng giả sử anh xử lý, có thể anh sẽ lên được 6-7 điểm hoặc 8-9 điểm các bạn chẳng hạn. Hình dung ạ? Nó dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết, năng lực và tư duy của từng người. Đó, thì phải nâng cao và nó lên bằng cách xử lý nhiều những giải pháp cụ thể. Và cách nâng cao nhanh nhất và khôn ngoan nhất đó là cứ đi hỏi. Thằng nào giỏi bạn, phải hỏi cái đó. Hình dung vấn đề không ạ? Một cái vấn đề rất là lớn của đại đa số các leader và thậm chí võ học trưởng phòng hay mắc phải là các bạn thích tự quyền làm. Tức là nói chung là đời mình chưa được lên làm trưởng phòng hoặc chưa được lên làm lãnh đạo. Cho nên khi các bạn lên là các bạn ôm chốt quyền lực luôn. Đấy không ạ? Các bạn gần như là không cho các thành viên cấp dưới trò chuyện lên với cấp trên. Các bạn gần như là bao quát toàn bộ công việc của các bạn tự làm. Các bạn không muốn lãnh đạo nghĩ rằng mình là thằng vô dụng. Cho nên các bạn cứ làm từ A đến Z tất cả mọi thứ. Và đương nhiên với năng lực làm không ổn thì các bạn lại còn làm tệ hơn. Và tệ hơn thì chỉ làm leader nghĩ bạn vô dụng nhiều hơn thôi. Hiểu vấn đề không ạ? Đấy thì đấy là cái câu chuyện khi mà bạn gặp những vấn đề cụ thể, cái hiệu quả nhất đó là hỏi. Bởi vì có một câu mà anh thấy rất là hay, đó là đừng nên tạo ra xe đạp, đừng nên sáng tạo xe đạp, bởi vì xe đạp của nó có rồi. Hiểu không ạ? Sáng tạo cái gì mà thế giới này chưa có ấy. Chứ còn sáng tạo xe đạp thì sáng tạo nó có cái gì, thế giới nó có rồi. Hiểu vấn đề không ạ? Những thứ mà các bạn đang mắc phải, những vấn đề mà bạn đang mắc phải ấy, nó không phải là điều mới đâu. Ispeed đã làm 3 năm nay rồi, chắc chắn những vấn đề là ít nhiều là đều gặp phải rồi. Đó, cho nên tại sao bạn phải mất công nghĩ rồi chăn trở rồi tìm cách còn gì, sau lại còn tìm cách của ai, tìm cách thử chính là chỗ đội của mình, đúng không ạ? May thì đội lên không thì đội chết sặc sữa còn có 2-3 người. Vậy thì tại sao lại thử chứ bạn? Thử vào đội khác chứ thử vào đội mình thì nó quan của mình nha. Thế nhưng mà đấy thì ví dụ các bạn bày trò ra đội khác nó làm thử xem nó ổn hay không, đúng không? Dạy cơ sở khác làm, cơ sở mình thì phải an toàn đấy. Nhưng điều thú vị là các bạn rất thích thử của cơ sở mình. Đấy, xây dựng một giáo trình thử ngay cơ sở đã, đúng không ạ? Slide thứ nhất bảo đưa anh gửi, em cứ phải dạy thử cho cơ sở đã rồi em sẽ gửi lại cho anh. Tức là các bạn coi cơ sở của bạn như một con chuột bài. Sau đó bạn mới gửi cái cho sếp để cho nó đẹp mà, hoặc sợ sếp chửi sợ sếp chê. Nên các bạn demo cho cơ sở nó chết à. Sau đó các bạn lấy kinh nghiệm chết của nó, bạn sửa lại cái slide đẹp hơn rồi gửi cho anh. Sau đó anh cắt vào trong một cái con ngăn tủ gọi là Dropbox không dùng đến. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đấy là một cái vấn đề rất lớn đó. Cho nên là khi mà cơ sở có bất kỳ vấn đề gì, hỏi ngay thằng nào bạn nghĩ là giỏi. Anh lúc nào chẳng có Facebook đúng không? Các bạn đều ở trong trạng ra group của anh rồi, inbox sẵn sàng là ok được luôn rồi. Đó thì cứ inbox thẳng thằng nào giỏi nhất các bạn xử lý. Những vấn đề nào mà các bạn cảm thấy trưởng phòng có bằng các bạn xử lý được, inbox vào trưởng phòng. Những vấn đề các bạn cảm thấy là không phục hoặc khó quá, inbox lên cấp cao hơn. Bởi vì đây là vấn đề của doanh nghiệp mà đúng không? Anh rất quan tâm đến vấn đề như thế đúng không ạ? Nếu không thì công ty anh chết ngay, cho anh dành thời gian quan tâm rất nhiều vấn đề như vậy. Đó thì những vấn đề cụ thể gọi là gì? Các bạn phải biết cách đặt những câu hỏi cụ thể. Anh ơi, tại sao em làm leader chưa tốt? Câu hỏi đấy bố anh không trả lời được. Đúng không? Anh ơi, có một thằng thành viên nó không chịu cố gắng, em phải làm nào? Anh không trả lời được. Câu trả lời phải cụ thể. Đúng không? Các bạn đã làm những gì rồi? Nó không cố gắng tại vì sao? Như thế nào? Đã thử hỏi thử tìm hiểu chưa? Đúng không? Và bạn đã thử làm những trò gì rồi? Bạn đã hỏi thằng trưởng phòng các bạn chưa? Sau khi đủ ba cái đó, bạn mới đến hỏi anh. Đúng không? Chứ anh không có nhiều thời gian để trả lời những câu mà trẻ con trả lời được như bạn hay hỏi. Đấy thì đấy là cái thứ hai. Và thứ ba, sau khi mà bạn đã có thành tích, đúng không? Bạn đã chuyên gia rồi, bạn đã có giải pháp rồi, đúng không? Quản lý là trình độ cao rồi, thì bạn cần phải biết quan tâm đến từng thành viên một. Hãy nhớ rằng là lãnh đạo đội không lương nó khác so với lãnh đạo đội có lương. Thực ra nó cũng như nhau rồi, nhưng mà cái không lương nó cao cấp hơn rất nhiều.
và các bạn có trả lương cho nhân sự dưới của các bạn không? Leader thành viên của các bạn ấy, các bạn có trả lương không? Không. Hiểu vấn đề không ạ? Cho nên bạn hầu như không có quyền gì để bắt họ phải làm việc này, bắt họ phải làm việc kia này. Đúng không ạ? Họ muốn làm việc này, họ muốn làm việc kia chủ yếu là vì cho họ mà thôi. Đúng không ạ? Vậy thì muốn cho họ phát triển, muốn cho họ đạt được kết quả như vậy thì bạn phải biết rốt cuộc họ đang muốn cái gì đã. Một người lãnh đạo giỏi là người hiểu rõ mục đích, mong muốn, tính cách của từng thành viên một và từ đó xử lý từng thành viên một của cách khác nhau. Không phải ai cũng đều muốn mở công ty sau này, hoặc là không phải ai cũng thực sự khao khát mở công ty sau này thì đúng hơn. Đúng không ạ? Có một số bạn nữ tham gia, chúng ta thậm chí lên tận leader luôn. Đơn giản là anh nghĩ là thì em rảnh rỗi và em muốn phát triển bản thân thôi. Đúng không ạ? Một số bạn thì cảm thấy rằng ở đây rõ ràng vui hơn, hiệu quả hơn ở nhà, em thấy thích ở đây hơn thôi. Đúng không ạ? Và một số ít người mong muốn rằng sau này em sẽ thành triệu đô, em mở công ty gì đấy chẳng hạn. Vậy thì với những thằng nói triệu đô, bạn phải nói chuyện theo kiểu khác chứ đúng không? Mỗi một lần nó thất bại, bạn phải nói theo kiểu khác chứ. Em muốn triệu đô mà bây giờ đến 3 con số một tuần em không làm được thì em triệu đô cái gì? Đúng không ạ? Nhưng với những thành viên mà như các bạn nữ mà chỉ muốn gọi là rèn luyện, em thấy yêu xin em ở lại thôi thì bạn không thể nói chuyện triệu đô được, đúng không ạ? Em muốn môi trường này phát triển, em muốn đội em phát triển, còn đội em đang là đội yếu nhất ở cơ sở đấy, em có thấy buồn gì đấy không? Hay hết mình thì đội đi. Họ quan tâm đến đội của họ mà họ quan tâm quá đến triệu đô đâu. Hình dung vấn đề chưa? Vậy thì một người huấn luyện viên phải biết được rằng thằng cầu thủ này bị tật chân nào, thằng cầu thủ này có điều gì hay, thằng cầu thủ này dê rất giỏi hay sút giỏi, thằng tiền đạo này nên làm như thế nào để cho nó tốt hơn. Hình dung ạ? Không thể dùng kỹ thuật để hướng dẫn được thằng tiền đạo đánh hướng dẫn thằng thủ môn được. Đó là hai điều khác nhau. Mà trong đội của bạn cũng luôn như vậy. Nhưng mà trong đội của bạn nó gọi là bị tàu điện ngầm, hổ và xe cứu thương, hay là vân vân mấy cái cơ bản kiến thức về tình huống, cái đọc sách thì biết. Trong đội luôn có những thành viên khác nhau trong đội. Có một số thành viên rất là xông xáo gọi là hổ đấy, các bạn lao lên doanh số rất là tốt vân vân. Thì với những trang viên tốt như vậy, bạn phải hướng với một cái tầm nhìn rất là lớn, vẽ ra những mục tiêu rất là vĩ đại, đúng không? Và đẩy nó lên thật là chiến đấu thật là mạnh, nó đem lên số lớn cho đội của mình. Nhưng đừng bao giờ vì khó khăn khổ mà các bạn bỏ qua những thằng gọi là xe cứu thương, những thằng là những kiểu bạn nữ đúng không, rất là hiền lành, em cũng không quan tâm nhiều, em chỉ muốn là sống vui vẻ, em muốn đội em tiến bộ thôi. Thực sự em ở đây là vì là em rất là yêu mến đội của em lên văn phòng, em rất là yêu mến đội của bạn. Và những người đấy mới là những người quan trọng để gắn kết và hàn gắn đội nhóm của các bạn đó. Mà nếu các bạn cứ chỉ tập trung vào những thằng hổ thì những thằng kia nó đi về là đội của bạn chết rồi đó. Thì những cái kiến thức cơ bản, cái tiếng quốc nó phải đọc sách, các bạn phải biết nhiều đó. Thì đấy là những cái mà các bạn cần phải biết, quan tâm từng thành viên, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, phải biết cách truyền cảm hứng rồi, còn nếu không biết cách truyền cảm hứng thì rất là khó để dẫn đạo đội. Nhưng theo quan điểm của anh thì trong bốn cái đó, cái thứ tư là cái kém quan trọng nhất, thấy không ạ? Steve Jobs là thằng không hề biết cách truyền cảm hứng. Nếu như bạn ý Steve Jobs, nếu các bạn xem cái bộ phim Steve Jobs ấy, bạn thấy rằng nó ít khi nói chuyện tầm nhìn tương lai cho nhân viên của nó. Thứ hai là nó là thằng gọi là quản lý đàn bà ấy. Thò làm không được là nó chửi, nó quát, nó mắng luôn, và nó đến tờ thì Apple không thể chịu được và bắt buộc phải đuổi nó đi. Thế nhưng mà những kết quả là nó trở thành CEO vĩ đại nhất trên thế giới, Steve Jobs tạo ra iPhone đó, thì nó chẳng có biết truyền cảm hứng gì cả, đúng không? Nó cũng chẳng có biết gì quan tâm thành viên cả, đúng không? Thậm chí là đó đấy, hai cái không biết, nhưng nó lại biết hai cái đầu tiên cực kỳ giỏi. Nó có thành tích này, tao Steve Jobs này, ai muốn làm được với tao, ai muốn làm việc luôn, đúng không? Thứ hai là gì? Nó có giải pháp, ok, cái tai nghe này to quá, tạo ra cái tai nghe nhỏ hơn tao. Bằng cách nào tao quan tâm, mày tự mà tạo đi, nhưng mà chúng ta cần phải tạo ra một cái tai nghe nhỏ hơn. Cái điện thoại này vớ vẩn quá, chúng ta tạo ra này điện thoại như này. Là cách làm như này, cách làm như này, ok, có làm nào, mày dựng vào đó đi. Thì chúng ta và nó trở thành siêu vĩ đại. Các bạn đã hiểu cấp độ quan trọng chưa? Đó, bước đầu tiên để các bạn dẫn đạo đội là các bạn phải có thành tích. Sau đó số 2 là các bạn phải có giải pháp cụ thể, nhé chân cho anh cái từ giải pháp cụ thể. Giải pháp vớ vẩn, vớ vẩn, đừng có làm như đầu nữa. Sau đó các bạn bắt đầu mới đến cái quan tâm đó. Và đặc biệt theo kiểu là lãnh đạo không lương thì quan tâm này tương đối là quan trọng, đúng không? Và cuối cùng mới đến là truyền cảm hứng. Truyền được thì truyền, còn không truyền được thì thôi, chả sao cả. Bạn chỉ cần chỉ cho họ biết rằng cái này tốt cho họ và chỉ cho họ cách này là họ sẽ làm, đúng không? Nếu mà họ làm chưa tốt mà lại nghĩ ra một cái giải pháp, đúng không, giám sát bảng biểu số sách để họ làm tốt, thì vậy là bạn là lãnh đạo quái trưởng rồi. Chả cần phải hô hào cố lên với cả đa cấp, với cả đọc tuyên thách, với cả cái gì follow, cái leader, những cái không cần thiết nữa rồi. Đúng không? Những cái chỉ là những lãnh đạo nghiệp dư họ làm để mà đẩy cảm xúc của thành viên lên thôi. Và các bạn biết là cảm xúc là thứ theo mùa, đúng không? Nắng mất thì tôi vui, mưa mất thì tôi mất là cảm xúc luôn. Cho nên là cái việc hô hào hò hét hay là ăn uống chung với nhau, chung vui cơ sở hay gọi là văn hóa doanh nghiệp, những cái đó rất là tốt, nhưng nó chỉ là cái để cho các bạn từ 9 điểm đến 10 điểm thôi. Còn nếu các bạn đang ở mức 2 điểm ấy, thì bạn phải có cái này. Hai cái này mới là chìa khóa để bạn lên 8 điểm.
đúng không ạ? Còn có thêm cái này là lên 9 điểm luôn, bạn quan tâm thành viên rất tuyệt vời. Và có cái này là thành 10 điểm luôn, không có cái này là 8 điểm được chưa? Thì đấy là cái câu chuyện các bạn. Vậy thì giải pháp là gì? Đấy là chính là câu chuyện mà chúng ta trao đổi với nhau nha. Được. Đây là hai cái ví dụ mà anh nói các bạn đúng không ạ? À, các bạn xem cả cái bộ phim đấy chứ đừng xem mỗi cái đoạn hô hào rồi giữ chấm đẩy gì kia. Rất là hay. Hay nhất là phim này. Phim này thì có cái đoạn clip đấy hay thôi. Còn cái này rất là hay. Ok, tiếp đi ạ. Thì công việc của một huấn luyện viên là gì? Các bạn lý thuyết xuông thôi, các em lướt qua nhanh chắc là các bạn cũng đã biết qua rồi. Có 4 cái thôi. Dẹp cái 4 cái mà nói đúng không ạ? Thứ nhất là bạn phải biết định hướng mục tiêu, lý do làm việc và động lực phấn đấu của từng thành viên trong đội. Ngay khi mà các bạn nhận đội của mình ấy, là các bạn phải làm ngay cái công việc này, đúng không ạ? Trò chuyện với từng thành viên một, hỏi han xem tại sao em muốn làm Smith như vậy, đúng không? Em muốn tại sao em muốn lên biểu kinh doanh, đúng không? Em đã có mục tiêu phấn đấu gì chưa? Nó định hướng của em sau này như thế nào đó, và nếu họ chưa có thì phải phấn đấu và định hướng ngay nhọ, chưa có là tốt nhất mà. Còn nếu họ đã có rồi thì chúng ta mix cái đó với cái mục tiêu chung của đội chúng ta. Đấy thì đấy là cái việc đầu tiên mà các bạn phải làm. Đội của bạn có 3 thành viên thì từng đấy người nó sẽ có những mục tiêu khác nhau, và từng mục tiêu khác nhau đó là cái mà các bạn phải nhớ và phải định hướng, phải nhắc đi nhắc lại thật nhiều cái mục tiêu đó. Hãy nhớ là các thành viên đó họ làm việc cho họ, họ chẳng phải làm việc cho bạn đâu, đúng không ạ? Đại đa số anh đoán phải đến 70% các thành viên làm việc cho chính mình. Sẽ có 10-20% họ làm việc cho đội, và cuối cùng khoảng 5-10% thì họ mới làm việc cho Speed là thứ cuối cùng họ quan tâm. Cho nên là đừng nói là việc là tại sao doanh số ít hơn nhiều, doanh số ít hơn nhiều là công ty hưởng, tôi được hưởng mấy đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà làm việc để đội chúng tôi thành số 1 chẳng hạn thì là cái họ lại rất điên cuồng, bởi vì họ có khoảng 10-20% những người vẫn làm việc vì đội, và 70% quan trọng nhất là việc cho chính bản thân mình, hiểu không ạ? Đấy thì đấy là cái đầu tiên là các bạn biết. Sau đó xong như anh vừa nói cái thứ hai thôi, đúng không ạ? Chính là bốn cái vừa đấy thì viết lại chi tiết hơn thôi mà. Đó là các bạn cầm tay chỉ giải pháp, không phải cầm tay chỉ việc nữa rồi, mà nên cầm tay chỉ giải pháp một cách cụ thể để thành viên đạt mục tiêu. Bởi vì cái này mới cần tố chất của anh ạ. Tức là gì? Tức là vào cái mùa ngon ấy, đội của các bạn toàn thằng ngon, tiền bề vô tận, thì thằng lãnh đạo nào cũng làm được lãnh đạo luôn, đúng không ạ? Đó là đội chúng ta sẽ được đi sale đi, sau đi sale về anh ơi, mỗi thành viên của em có 30 data. Suy ra được 10 doanh số, hoặc tính sơ sơ với em khoảng 4 triệu 4 triệu một tuần thì các bạn không cần để anh đạo. Các bạn hiểu ý nó không ạ? Mà cái vấn đề đó là vào những mùa giông bão này, vào những mùa khó khăn này, vào những mùa mà anh em chán nản này, đó thì lúc đấy thì mới cần cái này của các bạn. Đó, em khó khăn như vậy em phải làm như thế nào, đúng không ạ? Có đôi lúc có một cái kỹ thuật nhỏ mà anh em làm, đó là chúng ta có thể chuyển hướng mục tiêu. Khi mà vào thời điểm mà cố đến mấy cũng không ra được doanh số, nếu như cứ tiếp tục tập trung vào cái mục tiêu doanh số thì đội sẽ rất là chán nản, bởi vì không đạt được mà. Quy tắc con người thôi, lần đầu tiên em sẽ cố gắng vì anh, đúng không ạ? Thất bại. Lần thứ hai em sẽ thử cố gắng nữa vì anh, thất bại. Lần thứ ba em thử cố gắng một lần cuối cùng vì anh, thất bại. Lần thứ tư đời em không chơi với anh nữa. Hình dung vấn đề không ạ? Cho nên là ở những thời điểm mà họ không đạt được mục tiêu của họ thì các bạn cần phải chuyển đến mục tiêu khác dễ dàng hơn. Anh lấy ví dụ là đội chúng ta xếp thứ nhất cơ sở, đúng không ạ? Thì nó lại trở nên dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tại vì đội chúng ta được 200 doanh số thì khó, nhưng mà xếp thứ nhất trong khi cả 4 đội đều khó khăn thì đâu có là khó nữa. Đó, thì chúng ta chuyển những mục tiêu vẫn là kiểu như vậy, vẫn là vì hướng lên đi siêu với số như vậy, nhưng mà cái tên gọi là mục tiêu này sẽ chuyển thành khác, đúng không? Rồi học tập, rồi rèn luyện, nó có rất nhiều thứ mục tiêu khác ngoài doanh số. Tổng vấn đề không ạ? Doanh số là thước đo quan trọng nhất, nhưng mà cũng là cái thứ khó để đạt được nhất. Đó, bởi vì đặc biệt, tại vì có những lúc mà chúng ta cố gắng nhưng mà trời nó không chiều lòng người thì biết làm nào. Đấy, thì đấy là cái mà các bạn nên chuyển mục tiêu doanh số. Đấy là cái giải pháp của tài chính điểm này, đúng không ạ? Và sau đó thì là gì? Làm cùng với giám sát. Cho anh bốn cái này. Cái này là cái thường xuyên nhắc đi nhắc lại. Khi bạn giao bất kỳ một việc gì cho ai đó thì nên làm bốn việc. Một, đó là phân công công việc một cách rõ ràng. Khi bạn hướng dẫn giao việc cho một nhân viên của mình, hãy nói rõ cho họ mục tiêu của việc đó là gì, mục đích của việc đó là gì, các bước phải làm là gì và deadline cụ thể là gì. Thông thường các bạn giao việc, các bạn hay giao rất là chung chung. Đấy, thì nó không đạt được, đúng không? Các thành viên không hiểu được mục tiêu của việc này là gì, không hiểu mục đích của việc này là gì, không hiểu làm cái việc này như thế nào. Và quan trọng nhất, các bạn thường xuyên bị thiếu đó là deadline từng bước. Các bạn lãnh đạo hay giao cái deadline cuối cùng. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Anh làm một việc, anh đang cho đội của anh làm một việc, đó là viết một cuốn sách. Viết cuốn sách, đúng không ạ? Để viết được cuốn sách như vậy thì chúng ta cần một cuốn sách 200 trang, đúng không ạ? Thì anh bắt đầu giao các việc đầu tiên, đó là chúng ta cần phải tổng kết tài liệu, đúng không ạ?
Điểm số 2 và chúng ta cần phải gọi là làm gì? Là đúng rồi, làm cái gọi là bố cục đúng không ạ? Bố cục đúng không ạ? Và cuối cùng đó chúng ta chia ra viết mỗi người một phần này là một chương này là vân vân. Đúng không ạ? Và trong vòng gọi là 2 tháng là chúng ta phải xong được cái cuốn sách này. Hiểu vấn đề không ạ? Thì thông thường khi các bạn giao việc thì các bạn chỉ ra là ok, công việc vẫn như này, các bạn hiểu rõ chưa? Mục đích của việc này là chúng ta bỏ bán này nó chưa? Mục tiêu của chúng ta là cuốn sách nó chưa? Deadline chúng ta là 2 tháng nữa phải xong, ok chưa? Có xong gì không? Về triển khai. Hiểu vấn đề không ạ? Các bạn bị thiếu một bước quan trọng là thiếu cái gì ạ? Hỏi lại. Cái gì ạ? Nhắc lại. Deadline cái gì đấy? Deadline rồi. Nhắc lại. Đúng, không phải nhắc lại. Lại nhắc lại làm gì? Làm khó không chán thế. Đúng rồi, deadline của từng bước. Ok, trong vòng 2 tháng vậy chúng ta sẽ chỉ có 2 tuần để tổng kết cái này thôi. Chúng ta sẽ có 2 tuần nữa để làm này và chúng ta sẽ có 1 tháng để viết, các bạn ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có tình trạng là đến 2 tuần bọn này chưa xong, chúng ta lại ngồi họp lại, chứ rồi cái này trễ rồi, đúng không? Vì thế đội này nhanh lên, các bạn chỉ có 1 tuần thôi, triển khai được nhanh. Và đội này sẽ vẫn tiếp tục 1 tháng để hoàn thiện. Các bạn hiểu ý nói không ạ? Ngay từ bước A này, sau khi đến hết cái deadline này bạn đã họp, để chẳng may họ không đạt đến bước A, bạn có giải pháp B để xử lý cho cái này. Còn nếu như các bạn ngồi đợi 2 tháng sau, anh ơi chứ tụi em chưa làm xong, lúc đấy thì bạn ngồi khóc. Hiểu vấn đề chưa? Tương tự câu chuyện khi các bạn đẩy mục tiêu tuần cũng tương tự như vậy. Và nói với thành viên rằng tuần này cơ sở chúng ta, đội chúng ta sẽ đem về khoảng 200 cái số, đúng không? Sau đó thì để mà một tuần như vậy thì các bạn cần phải chia ra các mốc như này. Tuần thứ 2, thứ 3 này chúng ta tập trung đi sale và ra được bao nhiêu doanh số, tuần thứ 4, thứ 5 như này, thứ 6, thứ 7 như này. Và sau đó thứ 2 thì bạn gọi họp lại, chứ rồi các bạn ơi chậm rồi. Mục tiêu của chúng ta là 70 doanh số 2 ngày đầu tiên nhưng chưa thực tế được có 40 thôi. Tuần thứ 4 chúng ta họp như nào đây, chúng ta phải làm nào bây giờ các bạn? Thế nhưng mà hoặc là giảm mục tiêu xuống cho khả thi hơn, hoặc là chỉnh sửa kế hoạch cho hiệu quả hơn. Hiểu ý anh nói không ạ? Đấy mới là công việc của một huấn luyện viên, là vì vậy đi cùng để mà xử lý bằng da là vấn đề. Đấy, thì các bạn lưu ý cái đó, đúng không ạ? Sau đó thì sao yêu cầu nhân viên nhắc lại xem họ ok không. Quan trọng nhất không phải để nhắc lại để họ nhớ hay không, mà quan trọng nhất là họ có cảm thấy cái này khả thi hay không, họ cảm thấy ok với cái tính chiến lược này không. Một cái vấn đề rất là lớn của chủ đội chúng ta hay không phải, đó là ông leader rất là giỏi, chưa vạch cho một chiến lược rất là hay, nhưng các thành viên đang nghĩ rằng mình làm thì quá được cái này, nhưng hầu như các thành viên không dám nói bởi vì mình là thành viên mà. Đấy, cho nên là họ cứ thế mà đi theo trong khi trong đầu nghĩ rằng mình làm thì quá được cái này và nó bị chết rồi, đúng không ạ? Thường xuyên báo cáo như anh vừa nói đây, đúng không? Đến đợt cứ đến deadline là các bạn phải họp ngay và cuối cùng là vấn đề giải quyết. Sau đó xong thì tập trung vào viết quy trình và cuối cùng, đúng không ạ? Cho anh nhỏ này ạ. Đấy thì để mà các bạn trở thành một huấn luyện viên tốt, hay làm nào các bạn trở thành leader giỏi, hay là còn điều gì em chưa làm leader, đấy là cái câu hỏi mà anh trả lời ngày hôm nay, đúng không ạ? Cho anh cái ngành tại sao bạn làm rất tốt này, cái ngành cuối cùng cho nhỏ này ạ. Cho nhỏ này ạ. Cho cái này ra. Đây, rồi, đấy. Cho tiếp đây ra nhé. Đúng không? Đấy. Các bạn hiểu cái ý tưởng mà anh đang muốn truyền đạt cho các bạn ngày hôm nay được. Nó rất là quan trọng, nó trả lời được phần lớn đại đa số các câu hỏi của các bạn. Tại sao em chưa làm tốt lãnh đạo này? Tại sao em đang rất cố gắng rồi mà nhưng không được này? Anh em còn thiếu cái tố chất gì, thiếu cái điều gì? Đây, nhìn vào đây các bạn biết, tự mà biết không? Đó. Thứ nhất, các bạn có mắc phải cái điều này không? Nếu có, bỏ ngay đi. Và anh chắc chắn rằng ít nhiều các bạn đều mắc phải điều này. Đôi lúc anh còn mắc phải nói gì các bạn? Nói những câu rất là trên giờ chả đâu đâu cả. Đôi lúc lại bỏ qua, quên mất sự tâm lý của thành viên. Tại vì đang được bình mà, họp đội doanh số thấp quá, quá loạn xạ, phạt trừ lương loạn xạ, không quan tâm các thành viên đang nghĩ cái gì. Và đôi lúc thì chúng ta, thực ra lúc đấy chúng ta bế tắc cũng chả giải pháp nào, chứ chả còn cách nào khác ngoài động viên thôi, tại vì hết cách rồi mà. Đấy, thì những cái đó là những cái mà chúng ta vẫn đang mắc phải. Không ít thì nhiều. Đấy. Và sau đó thì phải hiểu được rằng bản chất chúng ta cần phải làm được điều này. Và cụ thể, những công việc cụ thể cho anh cái ngành cuối cùng em. Cuối cùng. Rồi đấy, đó là 4 cái này. Hình dung chưa? Đấy thì khi hiểu được 4 cái này thì các bạn sẽ không cần phải hỏi là mình phải làm gì nữa. Mà bây giờ các bạn sẽ chỉ hỏi một câu duy nhất thôi. Đó là anh ơi, đội em đang gặp vấn đề này. Anh chỉ em cách làm với. Anh ơi, đội em đang gặp vấn đề này. Anh chỉ em cách làm với. Anh ơi, đội em đang gặp vấn đề này. Em chỉ làm với. Anh ơi, chỉ cho em cách chăm sóc đội khi ở nhà như thế nào rồi. Anh ơi, em đang lập một group đội rồi, chỉ cho em cách chăm cái đội đấy như là hiệu quả rồi. Đúng không? Anh ơi, tuần này đội em doanh số đang không đạt được, mặc dù đã rất là cố gắng rồi. Đúng không? Em đã chăm sóc, em đã thử cách A, cách B, cách C rồi, nhưng chưa được, anh có cách D nào chỉ cho em với. Hay là vì A, B, C làm chưa tốt chỉ em với. Hiểu vấn đề không ạ? Cuộc đời huấn luyện và nâng cao trình độ
lãnh đạo của bạn. Sau khi bạn đã làm được những cái nó chỉ còn mỗi cái này thôi. Được chưa? Thì những cái trên đó là cái nền. Khi bạn đã có cái nền rồi thì bạn không cần phải hỏi những cái trên nữa, mà bạn chỉ hỏi cái câu hỏi cuối cùng số 2 này thôi. Và cái số 2 đó sẽ đi cùng theo 5 tháng các bạn. Khi bạn lãnh đạo 1 năm thì các bạn sẽ có kinh nghiệm của 1 năm. Khi bạn lãnh đạo 10 năm bạn sẽ có kinh nghiệm của 10 năm. Và những cái đó gần như không thể học được. Những cái đó chỉ có thể là vấn đề cụ thể này thì em có thể xử lý cho vấn đề cụ thể này. Và em phải làm vấn đề cụ thể này để em có cái kinh nghiệm đấy. Và khi em có kinh nghiệm đấy em sẽ giải quyết được 3 hoặc 4 vấn đề tương tự mà thôi. Đúng không? Nhưng với một vấn đề mới thì em không giải quyết được. Kể cả như anh vậy. Anh nói đơn giản là có rất nhiều những thứ mà giống như các đối thủ của mình, những công ty lớn hay là Facebook nó biết rồi, anh cũng biết. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Mà không bao giờ giải quyết được nếu như anh không biết được cái thông tin đấy, cái giải pháp của đấy, cái phần mềm đấy, cái công cụ đấy, cái quy trình đấy. Anh hiểu vấn đề không ạ? Thì chỉ có làm và đi hỏi thôi. Hiểu cái tư tưởng của người lãnh đạo chưa? Ok chưa? Và đã bắt đầu mừng tượng biết là mình đang yếu chỗ nào chưa? Rồi, dành nhau chẳng vào tay. Okay, bây giờ vào thực tế đi anh em. Các bạn cho anh cái vấn đề cụ thể của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Bởi vì một mình anh giải đáp sẽ không thể ổn được. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng thảo luận giống như cách chúng ta hay học thường thường. Các bạn giúp anh đưa ra những cái giải pháp hiệu quả nhất. Và anh sẽ tổng kết hoặc là góp ý thêm để anh ra được một giải pháp nó ổn nhất cho đội chúng ta. Có ai có vấn đề gì không ạ? Chi tiết một tí cho anh em. Có ai có hỏi gì không ạ? Câu hỏi hay thì có tiền nhé, trả lời hay thì có nhiều tiền hơn đúng không? Tiếp đi ạ. Không ai có hỏi gì không ạ? Nên nào? Các bạn điều hành đội ở cơm, cứ ngồi đi. Em có một câu hỏi là sau khi mình dẫn đội ấy, thì mình có một số anh em là cũng tương đối là cứng rồi đấy, và nhưng mà họ cần một sự phát triển bật lên nữa thì họ phải cần một cái thời gian họ làm lại việc của họ một lần nữa. Và từ đó họ đúc kết lại. Tức là như anh nói là họ phải làm tốt rồi này, sau đó họ phải làm lại một lần nữa, chuẩn viết lại quy trình để trở thành một nước leader bước cao. Nhưng tuy nhiên thì họ lại thiếu bước đó và cũng chưa nhận ra là vấn đề đó quan trọng. Đồng thời là các anh em phía dưới họ đang phát triển lên. Đấy. Và giữa hai cái trường đó thì một anh em ở trên thì chưa phát triển, anh em ở dưới đang phát triển lên. Nhưng tuy nhiên không có một cái vị trí mới. Và vì thế thì cái đội của mình ấy, nó cứ vẫn có thể nó cứ xoay chuyển trong một cái số lượng nhất định, nó không được bật lên được bởi vì là nó có một gì đó rào cản, chính bản thân mình đôi khi mình cũng chưa sự mạnh tay để quyết vấn đề đấy. Thì em hỏi anh cái là để giải quyết những vấn đề những thành viên mà họ đang có một cái mà cần làm lại từ đầu. Ok, anh hiểu câu hỏi rồi. Ok, một câu hỏi rất là sâu sắc đúng không? Nghe mãi bắt đầu mới hiểu được câu hỏi. Anh em hiểu câu hỏi chưa? Đây là ý là như này, xem như này dễ hiểu rồi. Câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Đây là thang lãnh đạo. Hình dung vấn đề không ạ? Những thành viên mới họ vừa mới bước chân vào đây từ đội kinh doanh ở mức 1 điểm. Và vì họ tố chất nên họ lên 5 điểm rất là nhanh. Họ lên leader rất là nhanh. Hình dung câu chuyện chưa? Nhưng mà cái câu chuyện ở đây đó là leader là leader 5 điểm, tức là leader của eSpeed thôi. Còn để mà họ lên một cấp cao hơn này, ví dụ phó phòng hoặc là một cái cấp độ leader thực sự ở ngoài đời kia thì còn rất là xa từ 5 đến 7 điểm, đúng không ạ? Nhưng đến cái tầm được 5 điểm này họ thử cố gắng mãi vẫn chả được lên cái này, vì là có thể là vẫn còn bó bao này, vì là năng lực chưa có, hoặc là vì là cứ làm đi làm lại mà tao leader đội này, leader đội 2 lần này, leader đội 3 lần, thậm chí có những người leader 4 đến 5 lần nhưng vẫn chưa lên được. Và khi chưa lên được thì họ rơi vào câu chuyện là chán, đúng không ạ? Và chán thì chỉ có hai trường hợp thôi, đó là ngồi vạ vật ở đây, kết quả đi xuống, hoặc là bỏ. Hình như vấn đề không ạ? Vậy thì câu hỏi đó là ở trong những cái tình huống như thằng leader này chúng ta phải xử lý nào đây? Anh em, các bạn đã hiểu rõ câu hỏi chưa? Nó đang ở mức 5 điểm, nó từ 1 điểm lên 5 điểm rất nhanh, nó chỉ mất 2 tháng thôi. Nhưng từ 5 điểm lên 6 điểm rưỡi rồi, lên 7 điểm chẳng hạn. Đấy, có 2 điểm thôi. Nhưng nó mất đến tận rồi 6 tháng, thậm chí có người mất 1 năm để lên đây. Và nó lâu quá, nó cảm thấy nản, chán và cuối cùng là nó bỏ đi. Khi nó bỏ đi như vậy thì chúng ta lại phải đào tạo nâng lên, mà nó cứ vòng tròn, nó luẩn quẩn như vậy, đội chúng ta không bật ra được, đúng không ạ? Thì chúng ta giải quyết được câu chuyện thằng này nghèo đây. Ai có câu trả lời hay không ạ? Tôi là hỏi rất là hay. Là 50.000 nha. 50.000 nha. Có ai có câu trả lời hay cho vấn đề này không ạ? Các bạn cứ thử tư duy thôi, chúng ta thử xử lý thôi. Các bạn sử dụng những cái hiểu biết và kinh nghiệm của mình, đóng vai trò bạn là thằng leader cao nhất này. Đấy, đội của các bạn không tạo ra được nhân sự kế cận giỏi. Nó chỉ được tàn tàn này thôi, xong rồi đi. Cứ đào tạo xong tàn tàn đi, xong đào tạo tàn tàn đi.
mà mới mãi mới ra được một thằng này, hiểu không ạ? Bạn muốn ra 5 thằng như này thôi thì công ty mới phát triển, chưa thực tế ra được mỗi một thằng. Thì trong trường hợp như vậy bạn sẽ làm như thế nào? Chị mẹ. Đây là công chuyện của em. Thì cấp trên của em thì có lúc đấy thì có anh ấy có dùng cái cách đấy là giao việc cho em ạ. Nghĩa là giao đích xác những công việc gì và cũng giống như là anh nói lúc trước ấy, thì phải có deadline. Nghĩa là leader thì giống như em dẫn đội rất là nhiều lần và đều làm đi làm lại cùng một số những cái công việc đấy và không được làm những cái công việc khác, và nói chung là chán bởi vì là không được làm các công việc khác và làm công việc đấy thì nó chỉ đến cái ngưỡng đấy. Ok. Thế thì anh ấy dùng cái cách đấy là giao thêm việc cho em này. Rồi anh ấy bảo là giao việc cũng là một cách để tôn trọng. Đúng rồi, ok. Đấy ạ, cái thứ nhất là thế. Thứ hai nữa đấy là anh ấy giao cho em là như giao những việc gì? Giao những cái việc nó rất là đơn giản đấy ạ. Ví dụ như là giám sát, như là giám sát lại toàn bộ chăm sóc khách hàng của đội ạ. Ừ, rồi. Em cứ nói đi, gì không? Sau đấy thì em cảm thấy là em có trách nhiệm hơn đối với cái việc gọi là giám sát khách hàng của cả đội đấy. Thì em cảm thấy là có một cái vị trí nhất định ở trong đội để gọi là cố gắng hơn. Rồi, ok. Sau khi mà đã giao xong một số công việc đấy rồi thì em lại quay trở lại và em lại cảm thấy chán, bởi vì nó lại giống như cái vòng luẩn quẩn kia. Thì anh ấy lại dùng thêm một cái cách nữa, đấy là anh ấy nghĩa là không thèm nói chuyện với em nữa mà đi xuống hẳn đội của em để có thể là làm việc với mấy cái thằng biệt đội nó tốt. Ok rồi. Và sau khi mà đẩy những cái thằng biệt đội đấy lên, tự nhiên em cảm thấy là đến cả mấy cái thằng biệt đội này nó làm việc nó còn như thế. Em cũng không hiểu tại sao một lúc đấy em có một cái trách nhiệm đối với đội hơn để làm việc để giống như là viết quy trình ấy. Thì đợt đấy thì anh lại có giao thêm công việc đó là viết thêm mấy cái quy trình nữa. Thì em có hỏi là tại sao, thì anh ấy bảo là đơn giản bởi vì mấy cái thằng leader phía dưới em ấy nó sắp lên đến nơi rồi. Bây giờ em phải viết thêm quy trình nữa. Em thấy nó hợp lý, thế là em ngồi em viết lại cái hệ thống lại, mặc dù thì nó chả ra hệ thống gì cả. Và lúc đấy thì anh ấy lôi lại cái gọi là cái bản mà em viết quy trình chửi em một trận tơi bời. Đúng rồi. Và sau đấy thì em mới thấy rằng là em nhận ra rằng là bản thân mình rất là kém mà mình sẽ phải học thêm, rồi từ cái việc mà học thêm rồi nó khiến cho em gọi là mình phải có một cái ý chí để mình đi lên. Thế nói chung là đấy là câu chuyện của em thôi, thực ra nó cũng còn rất nhiều các tiểu tiết nữa mà em thấy là em cũng nhận ra được cái bài học này. Ok, một tràng pháo tay rất là hay. Các bạn em thì đã đóng góp cho lớp rất là thực tế và ví dụ cụ thể. Các bạn nghe ví dụ nó bắt đầu hay hơn là lý thuyết, đúng không ạ? Thế bạn còn ai có giải pháp gì cho vấn đề này không ạ? Sớm hay muộn các bạn đã gặp phải thôi, và anh đoán là chính các bạn cũng sẽ gặp phải, chứ đừng nói đến việc và đội của bạn. Thì nếu bạn rơi tình huống đó chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta có một hai ý tưởng rồi ạ. Tiếp đấy, còn ai không ạ? Bé nhầm cuội sớm quá. Nào còn ai không ạ? Còn ai không ạ? Ok thôi, nếu vậy thì anh giải quyết luôn nhé. Thứ nhất, trước tiên là chúng ta phải hiểu về mặt nguyên lý đó. Chúng ta phải hiểu về mặt nguyên lý đó là cái điều này nó là điều đương nhiên, hiểu không ạ? Giống như kiểu chúng ta đi học ấy, khi mà các bạn là một thằng dốt, hồi xưa anh lớp từ lớp 1 lớp 10 chưa học sinh giỏi cả, hiểu không ạ? Khi mà bạn là một thằng dốt, bạn lên một thằng giỏi, nó rất là không phải là dốt mà các bạn đang từ mức 1 điểm, các bạn lên mức 5 điểm, thực sự là dễ, cực kỳ dễ các bạn. Tức là các bạn chỉ cần làm đủ bài tập về nhà và chăm chỉ phát là bạn lên 5 điểm trong một thời gian cực kỳ ngắn, ví dụ 2 đến 3 tháng thôi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nhưng mà từ mức 5 điểm lên đến mức 6 điểm và 7 điểm, đó là một cái quãng đường hoàn toàn khác nhau. Các bạn sẽ mất từ 1 đến 2 năm chỉ lên được 7 điểm thôi. Thì những vấn đề không ạ? Và từ 8 điểm rưỡi lên đến 9 điểm, thậm chí đôi lúc các bạn sẽ mất 3 năm đến 5 năm. Và từ 9 điểm đến 9 điểm rưỡi thì các bạn sẽ mất thậm chí là 10 năm. Bởi vì đây là trò chơi của cuộc đời, mọi trò chơi đều như thế. Trong việc học tiếng Anh vậy, trong việc học trên trường vậy, trong việc kinh doanh vậy. Khi bạn mở ra một tập đoàn lớn vân vân, như kiểu VinGroup, anh đặt gọi VinGroup là 10 điểm, hiểu không ạ? Eastbit, anh bắt đầu khởi nghiệp con số 0 từ 1 điểm, bắt đầu kinh doanh để mà gọi là sinh tồn và sống và gọi là làm công ty hoành tráng ra tiền, gọi là 5 điểm rất là dễ, trong một năm phát đủ được luôn, hiểu không ạ? Nhưng từ mức 5 điểm đến 7 điểm ra là một hệ thống các cơ sở vân vân, không hề dễ, chứ là cực kỳ khó các bạn ạ. Cho nên tại sao mà rất nhiều công ty cùng thời với anh đến bây giờ vẫn chỉ một cơ sở, hai cơ sở lẻ đẹp thôi các bạn? Bởi vì từ 5 điểm đến 7 điểm không có chuyện mà đơn giản đâu, hiểu không ạ? Nó phải mất ít nhất gấp 10 lần cái công sức của cái hồi mà từ 1 đến 5 điểm đó. Và 7 điểm như tầm bây giờ của anh nó cũng là bình thường thôi,
so Win Group 10 điểm, các bạn biết bao lâu anh mới được như vậy không ạ? Cả đời này chứ chắc anh đã làm được bằng như Win Group. Hình dung ạ? Từ mức 7 điểm đến 8 điểm, từ 8 điểm anh tặng gọi như là nói nhà là dễ nhỉ? 8 điểm anh tức là gọi Apollo đi, nó dễ. Đúng không ạ? Apollo hay là gì đấy, những cái trường lớn. 8 điểm lên đến mức 8 điểm giữa anh tạo như là thế giới di động thì các bạn dễ hiểu. Hình dung ạ? 9 điểm ở đây mức FPT thì dễ hiểu. 10 điểm là mức Win Group thì dễ hiểu. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Ý của anh muốn nói là bây giờ là năm 2017 đúng không ạ? Anh đang ở mức 5 điểm, một công ty có bạn là mức 7 điểm đúng không ạ? Công ty gọi là mười mấy cơ sở cũng to. Nhưng từ 7 điểm lên được đến mức gọi là như Apollo kia, anh đoán phải tầm 5 năm nữa, chứ đừng nói 1-2 năm. Và lên được đến mức như kiểu thế giới di động ấy, anh đoán phải tầm 10 năm nữa. Và lên được đến mức như FPT, anh đoán cả đời thì chứ đợi được. Các bạn hiểu được câu chuyện không ạ? Và trước khi mà các bạn giải quyết cái vấn đề này với leader, hãy làm cho leader hiểu câu chuyện như anh đang hiểu. Hình dung ạ? Khi mà chúng ta đang là một thành viên, chúng ta lên làm leader chỉ con lên được, bạn chỉ cần có tố chất rồi lên được. Nhưng từ leader lên đến phó phòng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó giống như kiểu là mở một công ty mở thành được 12 công ty. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho nên là cái việc họ chán, họ giúp, họ vất vả hơn là chuyện đương nhiên. Hãy nói cho họ đó là chuyện đương nhiên. Em vượt qua được thì em sẽ lên tiếp. Và em không vượt qua được thì em sẽ bị dừng lại. Và em dừng lại chẳng sao cả, sẽ có thằng dưới lên mà thôi. Đúng không? Giống như trường hợp này, em không đủ giỏi thì thằng dưới sẽ lên. Và thằng dưới lên thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em thôi. Bước một đầu tiên bạn phải làm cho họ chấp nhận cái điều đó đã. Đừng giao việc, đừng giao cổ. Bước đầu tiên là về mặt tư tưởng, chính bản thân họ phải cảm thấy mình chấp nhận điều này. Mình chấp nhận ở lại 2 năm, mình chấp nhận 2 năm để mình vượt lên, mình chấp nhận điều này đã. Câu đầu tiên, bước 1 để giải quyết vấn đề này, đó là họ cảm thấy thực lòng chấp nhận, chứ mà mình bạn không làm điều đó. Hình dung không ạ? Anh chấp nhận điều này không? Anh chấp nhận rằng ok, 2013 anh mở Speed. Anh chấp nhận rằng 2015 anh bắt đầu có một vài cơ sở bắt đầu ở Sài Gòn. Anh chấp nhận 2017 anh có 12 cơ sở. Anh chấp nhận 2030, thậm chí 2060 thì đến tận về già đạt được một cái như FPT là mãn nguyện luôn rồi. Đừng như FPT các bạn dễ, đừng như thế giới di động mãn nguyện lắm rồi, đừng nói FPT. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó là sự chấp nhận của anh, bởi vì anh biết năng lực của mình ở đâu, anh biết kiến thức anh đang có là gì. Đó, và anh không bao giờ hài lòng với con số hiện tại 12 cơ sở đó trở thành con nha. 2-3 nó sẽ to nữa. Nhưng cái ngưỡng của chúng ta nó phải là các cái mốc cụ thể. Và chúng ta biết rằng eSpeed nó chỉ là một số chấm nhỏ so với thế giới di động hay FPT hay là Win Group thôi. Đúng không? Và chúng ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời này để được một cái như Win Group. Ai chẳng muốn đánh đổi cái đó đúng không các bạn? Thì các leader của bạn cũng tương tự như vậy. Đó, hãy làm cái bài toán này, hãy nói cái bài toán này cho hiểu. Chứ đừng nói cho bọn này em phải cố lên phó phòng, phó phòng mày có biết gì. Hãy nói bọn là Win Group ấy, phó phòng là FPT ấy, trưởng phòng là Win Group ấy, nó sẽ dễ hiểu hơn. Đúng không? Và khi họ hiểu như vậy, họ nói rằng ok, em chấp nhận. Miễn là sao đến năm 60 tuổi em được như Win Group là ok rồi. Đúng không ạ? Bước 1 là thành viên thực sự chấp nhận. Nhưng lưu ý, cái đó vẫn là câu chuyện về cảm xúc. Nên nó chỉ có thể duy trì, nó là bơm xăng thôi. Trong một thời gian anh đoán là 1-2 tuần gì đó. Vậy thì trong 1-2 tuần này là 1-2 tuần tạo sự biến động. Họ được bơm xăng này, họ sẽ năng lượng, họ như uống tăng lực, họ sẽ rất điên cuồng vì các bạn đó. Vậy thì phải có một giải pháp để bật họ lên. Bằng một số cái như bạn này vừa nói, anh em ví dụ số 1, giao cho những thử thách mới. Đúng không ạ? Giao cho những công việc mới, giao cho những cái trọng trách mới. Đó. Và hai trường hợp xảy ra, nếu họ làm được, làm tốt và họ sẽ thấy là ok em học được kiến thức, hoặc họ không làm tốt chúng ta chửi em biết em đang ở đâu chưa, đúng không? Em tưởng em là leader không phải đâu, em làm cái quy trình em làm xong giống hết như anh đang dùng cho bọn trưởng phòng kinh doanh thế, đúng không ạ? Bọn nó cứ tưởng là bọn nó là giám đốc của một cơ sở, bọn nó kiếm được tiền, bọn nó hoành tráng vân, giao cho biết word, viết nó vào vân, giao cho làm imap làm nó vào vân, giao cho làm slide những cái việc trẻ con làm được, làm linh tinh, đúng không ạ? Giao cho việc viết một quy trình tư vấn, viết không ra cái gì cả, giao cho việc gọi điện tele sale, thậm chí gọi điện dài đến 300 giấy luôn. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Tức là họ phải biết họ ở đâu. Đó, thì một là cho hiểu tầm nhìn, và hai là cho làm ok em giỏi đúng không, em muốn lên đúng không, ok em làm thử cho anh cái tele sale này xem nào, làm như giờ hơi đấm vào mồm biết là vui luôn, đúng không ạ? Và một kỹ thuật khác mà đội ít giờ em là thằng nào này, Đức bên Bách Khoa đúng không, thằng đấy thì khôn rồi, đúng không ạ? Một cái nữa, tại vì thế Đức trước cũng làm dưa vào cái câu chuyện tương tự như vậy, Đức cũng ở lại tương đối là lâu đó và chưa có cái sự bứt phá thực sự. Đấy, thì cũng tương tự cũng bây giờ câu chuyện đó, cho nên Đức rất hiểu cái câu chuyện này. Đó là gì? Đó là chúng ta push mãi rồi, đúng không ạ? Chúng ta động viên thành viên mãi rồi, nhưng mà họ bắt đầu nghĩ rằng đời mấy thằng được như anh, đúng không? Ok, anh khởi nghiệp như thế, sau 10 năm anh có triệu đô, đời mấy thằng được triệu đô như anh, cho nên là chắc thì em được như vậy. Thì có một cách push thứ hai, cách đẩy thứ hai rất hiệu quả, là chúng ta đẩy thành viên lên, đúng không ạ? Chúng ta bảo là em ấy cố lên thì nó ôi em buồn ngủ lắm. Nhưng thành viên nói rằng anh ấy cố lên, anh ấy hôm nay đi xếp, anh ấy cố lên đi cùng em, anh hướng dẫn em, anh chỉ em tới. Thì thằng này bắt đầu khí đấy, ok em cố, giống như kiểu bạn gái bảo ấy,
quay về vấn đề không ạ? Chúng ta bảo bạn cố lên thì nó không nghe, nhưng bạn gái bảo anh ơi sáng mai dậy sớm tập thể dục em là chúng ta đi ngay. Đó, thì có một cách nữa, đó là chúng ta push từ thành viên dưới lên. Ok, em buông xuôi đúng không? Đấy, em đi tao thì em, anh xuống làm việc với thằng dưới. Đó, bạn nhờ thằng dưới rằng em ơi, cái leader của em rất là giỏi, rất là tiềm năng, nhưng giờ này đang chán nản. Em giúp anh đẩy cố lên rồi. Vâng, em gửi anh quy trình cho em nào. Ok, anh sửa cho em, anh làm việc với em. Mai hướng dẫn em CEO okay, em ổn chưa? Rồi, mai em đẩy leader của em lên giúp anh. Đúng không? Thì đấy là những kỹ thuật, nhưng mang tính chất là những giải pháp để xử lý câu chuyện này. Hiểu, thế làm chưa? Ok. Nhìn như vậy được không ạ? Rồi, dành nhau chẳng bỏ tay. Còn cái cuối cùng hãy nhớ rằng là đó là chuyện đương nhiên. Tại sao mà trên đời này nhiều thằng học dốt tiếng Anh? Bởi vì khi học tiếng Anh họ không vượt qua được cái mức kia. Đến một lúc họ chán. Tại sao trên đời luôn nhiều thằng học dốt hơn thằng học giỏi? Tại sao trên đời luôn nhiều thằng nghèo hơn thằng giàu? Bởi vì đó là chuyện đương nhiên. Hiểu không? Dù bạn đã làm đúng quy trình này, thì 10 thằng leader đó nó cũng vẫn chỉ có 1-2 thằng lên khó học thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà với những cách làm này thì cái tỷ lệ nó lên sẽ cao hơn và nó sẽ tăng tiến hơn. Những thằng đã ở lại nó sẽ ở lại mãi luôn. Và những thằng đi rồi nó cứ đi thôi. Và thằng đấy nó lại sang giống như câu chuyện ngọn núi mà Cương hay nói. Nó nhìn con này là chán quá. À mình sang làm bất động sản, cái bàn chán mỗi bán hợp đồng mấy chục triệu, mấy chục triệu. Tháng này bùng phát có 15 triệu ngon quá luôn. Đó, nhưng mà sẽ nhận ra là tháng sau chỉ có 15 triệu. Tháng sau vẫn chỉ có 15 triệu. Tháng sau nữa vẫn chỉ có 15 triệu. Và cứ thế mãi. Đó, thì mỗi một ngành nghề nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Khi bạn bán những sản phẩm to bạn sẽ có tiền bùng phát luôn, nhưng mà thường nó sẽ khó bứt lên. Nhưng khi bạn làm những công ty nhỏ mà thì vài ba tháng sau bạn lên là leader. Vài ba tháng sau lại lên là phó phòng, bùng phát bạn được cổ phần, nó bùng phát bạn franchise, bạn có một công ty của riêng mình. Đó, thì mỗi một cái nó có một cái sự khác nhau. Đó, thì câu chuyện là như thế. Ok, được chưa? Rồi dành cho nhau một tràng pháo tay. Chắc là còn nhiều kinh nghiệm khác nữa, nhưng mà chúng ta tổng kết được những cái đó mà các bạn nói ra thì biết được cái đấy. Còn lại thì anh cũng chẳng biết cái nào cả. Tiếp ạ. À quên, Pau cái stop lại.